Ok, hello anh em. Xin chào anh em quay trở lại với kênh channel của Starjin nha. Bữa nay mình đây. Và trong clip này mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để mà anh em có thể là đi làm nhiệm vụ và lấy cây kiếm Yama này nha. Để mà cho anh em có thể nâng lên cái cây đó chính là cây song kiếm Odin. Thì cái cây này mình sẽ làm clip sau cho anh em để chỉ cho anh em cách là làm nhiệm vụ full nha anh em. Và nếu mà anh em đang xem video mình đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh nha. Ok, để xem là hôm nay nhân phẩm của chúng ta sẽ như thế nào. Mình sẽ xuống để mà random thử một trái quỷ xem nha anh em. Đấy, ok con dê. Uầy, trái ánh sáng anh em à, ngon luôn anh em ơi. Nhưng mà trái này mình có rồi nên là mình không để vô tủ đồ được nữa. Nên là nếu mà anh em nào mà muốn được tặng những trái mà mình random ra được như thế này á, thì anh em hãy đăng ký kênh và bật nút chuông bên cạnh nha. Cũng như là comment tên của anh em nha anh em. Ok, bây giờ mình sẽ cho bạn này một cái trái ánh sáng như thế này nha. Đó, mình có rồi nên mình không có cần nữa đâu, thì mình sẽ cho bạn này luôn. Còn bây giờ thì let's go. Ok, cái nhiệm vụ đầu tiên mà anh em cần hoàn thành đó chính là anh em phải tiêu diệt 30 con boss, là boss bí ẩn nha, hay còn gọi là con elite anh em. Thì để mà nhận nhiệm vụ đó anh em hãy đi đến cái ông NPC có tên là Elite Hunter ở trước cổng của pháo đài trên biển, và anh em đến đây để mà anh em nhận nhiệm vụ nha. Ở cái hàng đầu tiên là chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ, và anh em hãy nhìn cái tên đảo ở cuối câu để anh em có thể đi đến đúng đảo nha. Và cái dòng thứ hai thì chúng ta có thể là xem cái tiến độ của chúng ta. Nếu mà anh em muốn kiểm tra tiến độ thì anh em bấm vào dòng thứ hai là anh em sẽ hiện ra cái số con boss bí ẩn mà anh em đã tiêu diệt được nha anh em. Đó, sau khi mà anh em nhận nhiệm vụ xong rồi thì anh em chỉ cần đi đến đúng cái đảo mà trong cái nhiệm vụ đó để anh em có thể là tìm con boss bí ẩn này nha. Thì ở khúc này mình vẫn khuyên anh em là nên có một người bạn để mà anh em nhờ họ chỉ dẫn, thì hoặc là anh em nhờ họ đi kiếm giúp anh em cũng được. Nó có thể là cho anh em cái cơ hội tìm kiếm thấy được con boss nó sẽ cao hơn nha. Ok, thì một cái mẹo cho anh em nữa đó chính là anh em hãy dùng cái áo tròn nhạt màu anh em trang bị vào, sau đó thì anh em bật haki lên để mà anh em quan sát anh em kiếm cho nó dễ nha. Thì cái áo tròn nó sẽ giúp cho haki của anh em xa gấp 10 lần thì phải đó, thì nó sẽ giúp cho anh em cái tầm nhìn nó rất là thoáng và anh em sẽ tìm thấy con boss nó nhanh hơn. Ok, thì con boss nó sẽ có hình dạng cũng như con boss thường thôi, tuy nhiên thì mình thấy là nó hơi đặc biệt và nó đen hơn xíu nha. Nếu mà anh em nào mà đi đánh con boss thường với lại con boss này nhiều quá thì anh em sẽ phân biệt ra được thôi. Ok, nhiệm vụ chúng ta tiếp theo chính là anh em chỉ cần tiêu diệt con boss này, khi mà nó chết rồi là chúng ta sẽ tính được một với là anh em sẽ tính được một cái con boss vào trong cái chủ nhiệm vụ của anh em nha. Ok, mình nhận được một ít nguyên thạch này anh em đó, và gớt được cái áo tròn thợ săn đỏ. Và sau khi mà anh em đã tiêu diệt con boss rồi thì anh em hãy đợi 10 phút sau thì nó mới sẽ bao tiếp chỗ khác nha. Và chúng ta hãy lại đó chính là cái ông Elite Hunter này, đó là anh em kiểm tra cái vị trí con boss. Nếu mà nó chưa có thì nó sẽ thì ông này em sẽ nói là chưa có nhiệm vụ dành cho chúng ta. Còn nếu mà có rồi á thì ông này em sẽ đưa cho anh em địa điểm để mà anh em có thể là tìm nha anh em. Đó, thì nó sẽ hiện lên cái địa điểm ở dưới cờ ở dòng cuối cùng, nó chính là Follow at in floating tutorial nè. Đó, thì nó chính là cái vị trí nha. Thì hình như cái địa điểm này là chính là đảo Gùi phải nè mà. Thì nếu mà anh em nào muốn á thì mình sẽ làm clip vị trí spawn những cái con boss này ở trên cái C3 này để cho anh em dễ tìm nha. Đó, thì anh em nào muốn làm clip đó thì anh em hãy comment với phần bình luận để mình nghiên cứu và mình tìm hiểu những cái vị trí đó nha anh em. Ok, thì bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra ngoài này để mà chúng ta kiếm con boss đó tiếp tục. Và vị trí spawn của con những boss này á thì nó cũng nằm ngẫu nhiên thôi, nó không có cố định nha, nên là chúng ta hãy đi vòng quanh đảo để mà nên kiếm. Và như mình đã nói lúc nãy anh em, nếu mà anh em có nhiều bạn bè anh em kiếm chung á thì nó sẽ giúp cho anh em tăng được cơ hội để tìm kiếm nhanh, nó sẽ cao hơn đó. Ok con dê. Nhưng mà cái nhiệm vụ này thì nó hơi lâu một xíu nha anh em, tại vì một con nó chỉ xì bao 10 phút một lần thôi, nên là việc mà anh em bỏ thời gian ra để mà anh em cài cái nhiệm vụ để mà lấy cây kiếm này á, thì anh em nếu mà anh em chơi liên tục thì nó cũng sẽ trong vòng khoảng nửa ngày là xong. Còn nếu mà anh em nào mà chơi ít giống như mình đây thì anh em sẽ phải bỏ ra khoảng 2 ngày. Đó, 2 ngày để mà anh em có thể là hoàn thành tất cả nhiệm vụ nó nha. Ok, thì ở khu vực mình tiếp cận tiếp theo này, đó chính là khu vực này anh em. Đó, thì chúng ta sẽ có ngay chân một cái bãi đất nó khá là khác biệt so với những khu đất ở bên ngoài. Ok, bây giờ mình chỉ cần tiêu diệt con này thôi. Và đây chính là cái con boss cuối cùng mà mình cần phải tiêu diệt nha anh em. Đó, con boss cuối cùng của mình luôn á. Ok, thì bây giờ chỉ cần đánh nó thôi. Và nếu mà anh em nào có đồng đội thì anh em tuyệt đối là đừng có để cho đồng đội anh em ăn nha. Nếu mà đồng đội anh em giết là anh em sẽ không được tính đâu. Ok, thì mình sẽ nhận được 100 nguyên thạch tiếp. Đấy, ok, bạn đã đánh lại kẻ thù Elite hoàn thành nhiệm vụ thợ săn. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ đi thẳng qua bên đảo Island của đảo phụ nữ nha anh em. Đây chính là chỗ để mà anh em có thể kiếm được cái thanh kiếm Yama nha. Và anh em hãy đi xuống cái dòng suối này cho mình. Cái dòng suối này ở cuối cái con suối này luôn á, thì chúng ta sẽ có một cái đường hầm để mà chúng ta đi vô. Và anh em nhớ là ở cuối nha, ở cuối cái gọi là hạ nguồn của con suối á, thì anh em đi vô đây chúng ta có một cái đường hầm nè. Và anh em hãy dùng chiêu để mà anh em phá vỡ bức tường, sau đó anh em vào đây để mà anh em đánh những con boss này.
Đó, anh em đánh chết hết những con boss này cho mình. Đây, thì chúng ta là khu vực này nha. Thì anh em phải đánh chết hết những con boss này thì chúng ta mới có thể là rút cái kiếm ra được nha anh em. Đó, và mình sẽ cho anh em xem. Ok, sau khi đánh xong rồi thì nó sẽ hiện lên cái kiếm chỗ này cho mình. Và anh em chỉ cần việc là rút cái kiếm này lên thôi. Ok, sau đó thì anh em hãy là, gọi là anh em hãy chuyển về cái chế độ là không dùng chiêu nha. Thì anh em đứng ở giữa này và anh em nhấp chuột liên tục vào cái cây kiếm này nha anh em. Đó, anh em nhấp chuột liên tục vào cái nền gạch màu trắng này nè. Đấy, anh em nhấp chuột liên tục thì nó sẽ spawn ra cái cây kiếm cho anh em vào thẳng trong cái phần thủ đồ luôn. Đó, thì mình đã nhận được cây kiếm, đó chính là kiếm Yama này. Thanh kiếm đã chấp nhận bạn với tư cách là chủ mới. Đấy, thì trong phần nhập vật phẩm mình nó đã sáng lên rồi nè anh em. Đó, cây kiếm này cũng dễ lấy thôi, nó dễ lấy hơn cây kiếm kia rất là nhiều. Và chúng ta sẽ vào đây để mà chúng ta trang bị cho anh em. Đó, đây chính là cái kiếm Yama, cây kiếm hình như là đại diện cho bóng tối thì phải. Ok, thì đó là cách để mà chúng ta có thể kiếm được cái kiếm Yama để mà anh em có thể up lên được cây song kiếm nguyền rủa nha. Và nếu mà anh em thấy video mình worth thì đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn lại anh em vào những video tiếp theo. Bye bye.